Sáng 30 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 62 ca mắc COVID-19, cả nước 94 ca. Một tòa nhà có hơn 14 công ty đang hoạt động, một công ty phát hiện 20 nhân viên mắc COVID-19. Đồng Nai thêm 11 ca dương tính, giãn cách 4 xã theo chỉ thị 16. Tạm dừng hoạt động phòng khám nha khoa sau vụ việc bà chủ tát khách hàng. Lãnh 5 năm tù do chém thành viên chốt kiểm soát dịch COVID-19. Phút đời thường hôm nay, kẹt lại thành phố vì dịch, vợ chồng người lùn đi bán vé số nuôi đam mê thể thao. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Tư ngày 30 tháng 6 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Quốc Huy của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin về tình hình dịch COVID-19. Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 sáng nay của Bộ Y tế cho biết có thêm 92 ca mắc COVID-19 tại 6 tỉnh thành phố, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 62 ca. Phú Yên ghi nhận đến 21 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Tính đến 6 giờ ngày 30 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 14.717 ca ghi nhận trong nước và 1.790 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 13.147 ca, trong đó có 3.990 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Thưa quý vị, chiều qua, một công ty có địa chỉ tại phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh được phát hiện 20 nhân viên mắc COVID-19. Cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn bộ tòa nhà nơi công ty hoạt động và khẩn trương điều tra dịch tễ. Theo ghi nhận, tòa nhà của công ty này nằm tại hẻm 42 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh. Trước đó, một nhân viên làm tại công ty này có dấu hiệu ho, sốt và làm xét nghiệm. Kết quả kiểm tra nhanh dương tính với COVID-19. Sáng 28 tháng 6, 81 nhân viên của công ty liên hệ bệnh viện FV thuê xe tới bệnh viện xét nghiệm. Kết quả xác định có tất cả 20 ca dương tính. Bộ Y tế đã công bố trưa 29 tháng 6. Một nguồn tin khác cho hay, tòa nhà trên có tổng cộng 14 công ty khác nhau đang hoạt động. Tại thời điểm giám sát trưa 29 tháng 6, có 66 người làm việc tại nhiều công ty đang có mặt bên trong tòa nhà. Sáng nay, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, có thêm 11 ca dương tính với COVID-19 liên quan ổ dịch chợ đầu mối Hóc Môn. Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất đã quyết định giãn cách 4 xã trên địa bàn theo chỉ thị 16. Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, xác nhận toàn tỉnh mới ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm liên quan chợ đầu mối Hóc Môn lên con số 26 chỉ trong vòng 4 ngày. Toàn bộ 11 ca nghi nhiễm mới đều ở xã Gia Tân Ba, huyện Thống Nhất. Trong đó có những người ở ngoài khu vực đã phong tỏa. Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đồng Nai, do điều tra truy vết chậm nên việc tìm người về từ chợ Hóc Môn và các trường hợp F1 của các ca bệnh chưa hết. Ngoài ra, công tác xét nghiệm chậm, phạm vi phong tỏa hẹp nên còn nhiều ca F1 ở ngoài cộng đồng. Tối 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất đã ban hành quyết định thực hiện giãn cách xã hội tạm thời theo chỉ thị 16 đối với 4 xã trên địa bàn huyện gồm Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3. Các xã này bắt đầu thực hiện giãn cách 23 giờ tối 29 tháng 6 cho đến khi có thông báo mới. Theo CDC Đồng Nai, trong 11 ca nghi nhiễm mới có 1 ca lây nhiễm thứ phát thuộc ổ dịch ở huyện Thống Nhất đang làm việc tại một công ty may có 2.700 công nhân lao động ở xã Phú Cường, huyện Định Quán. Công ty này có 2 xưởng nhưng do có khoảng 40 công nhân thuộc đối tượng khu vực phong tỏa và gần 400 công nhân ở 4 xã thuộc ổ dịch huyện Thống Nhất đang phải cách ly tại nhà, nên trước mắt công ty khó có thể hoạt động được. Đại diện Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa cho biết, sau khi nắm thông tin chủ phòng khám nha khoa Khánh Kiều ở huyện Eka tát vào mặt khách hàng, Sở Y tế đã có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân huyện Eka chỉ đạo làm rõ vụ việc. Theo hồ sơ lưu tại Sở Y tế, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của nha khoa Khánh Kiều là bác sĩ Nguyễn Kiều Nhi. Cơ sở này được cấp phép hoạt động từ tháng 6 năm 2013 tại số 140 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Eka, huyện Eka. Tuy nhiên, ngày 28 tháng 6, đoàn công tác của Sở Y tế đến kiểm tra thì cơ sở này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì. Do đó, Sở yêu cầu tạm thời dừng hoạt động. Trước đó, do bị té nứt răng, tháng 7 năm 2020, chị Đoàn Thị Giang ra phòng khám nha khoa Khánh Kiều điều trị.
Bác sĩ Nhi đã thay cho chị 4 chiếc răng với giá 12,8 triệu đồng. Thời gian bảo hành là 7 năm. Sau gần 1 năm thay răng, chị Giang vẫn bị đau, viêm nướu, viêm lợi, 4 chiếc răng thay bị thâm. Sáng 25 tháng 6 năm 2021, chị Giang ra phòng khám để xử lý răng. Chị Giang cho rằng bị chủ phòng khám bắt chờ không lý do và bị chửi. Nên chị chửi lại thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc đó, bà Nhi tay cầm điện thoại đánh một phát vào mặt chị Giang, làm má đỏ bầm, có vết hằn. Khi chồng chị Giang đến để giải quyết thì hai bên tiếp tục mâu thuẫn gay gắt, như đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Hôm qua, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang tuyên phạt các bị cáo Trần Thanh Điền, 25 tuổi, trú tại xã Thành An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, 3 năm tù, Lương Bá Đạt, 21 tuổi, trú tại xã Định Thành, Thoại Sơn, 2 năm tù, cùng về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, khuya 3 tháng 6 năm 2021, khi trong người đã có rượu, Đạt điều khiển xe mô tô chở Điền qua địa bàn thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu vực cầu 2 sảnh thuộc ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, thì bị lực lượng đóng chốt dừng phương tiện để làm các thủ tục phòng chống COVID-19. Lúc này, anh Trần Văn Đạo là bảo vệ dân phố và là thành viên của chốt, trực tiếp đo kiểm tra thân nhiệt Đạt và Điền. Đo xong, Đạt chở Điền chạy về hướng thị trấn Núi Sập. Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 4 tháng 6, Đạt và Điền chở nhau quay lại chốt kiểm dịch. Điền cầm dao đi đến chém anh Đạo một nhát vào cánh tay rồi lên xe bỏ chạy. Đạt bị bắt giữ ngay sau đó, còn Điền bỏ trốn đến ngày 6 tháng 6 thì bị bắt giữ. Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương đối với anh Đạo là 21%. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Trần Văn Lên, 41 tuổi, Đinh Thanh Phong, 24 tuổi và Trần Hoàng Nhân, 34 tuổi, cùng trú tại xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc. Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 29 tháng 6, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền tại quán cà phê thuộc tổ 4, ấp Bình Hòa 1, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố phối hợp công an xã Mỹ Khánh bất ngờ ập vào bắt giữ 16 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm 1 TV, 9 điện thoại di động, 6 xe mô tô các loại, hơn 31 triệu đồng tiền trên người các đối tượng cùng nhiều tờ phơi với số tiền cá cược trên phơi gần 90 triệu đồng. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận tụ điểm cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trên do Trần Văn Lên và Đinh Thanh Phong tham gia tổ chức. Thưa quý vị, hàng chục thùng phi, canh nhựa chứa hơn 1.500 lít mỡ gà đã qua sơ chế có màu đen, nổi váng bẩn đã bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ khi kiểm tra một xe tải. Thông tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường ngày 29 tháng 6 cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện và tạm giữ 7 thùng phi nhựa loại 200 lít một phi và 7 can nhựa loại 30 lít một can có chứa đựng mỡ gà đã sơ chế thành mỡ nước đang được vận chuyển trên một xe tải. Đáng chú ý, toàn bộ số mỡ này khi đổ ra có màu đen, nổi váng bẩn. Tổng trọng lượng số mỡ nước trên là 1.500 lít, trị giá trên 100 triệu đồng. Lái xe khai nhận được thuê vận chuyển số hàng trên từ Lạng Sơn về Bắc Giang tiêu thụ, nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Thưa quý vị, từ một huyện nghèo ở Đồng Tháp, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Lượng lặn lội lên Sài Gòn thi đấu giải thể thao cho người khuyết tật được tổ chức hàng năm. Không may dịch bệnh COVID-19 diễn biến bất ngờ, cuộc thi phải hoãn lại, cặp vợ chồng bị mắc kẹt trên thành phố. Anh chị phải mưu sinh bằng nghề bán vé số để kiếm tiền sinh hoạt, nuôi đam mê, đợi tình hình dịch bệnh ổn lại sẽ tham gia thi đấu. Mỗi ngày từ 6 giờ sáng, nghề ngã tư Bảy Hiền, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh cặp vợ chồng tí hon ngồi bán vé số bên thùng loa kẹo kéo. Đây cũng là công việc chính của hai người để kiếm sống qua ngày ở quê nhà và nuôi đam mê chơi thể thao cho đến nay. Lúc đầu lên đây chủ yếu vừa đi tập vừa đi bán, rồi chuẩn bị cho cuộc thể thao cho người khuyết tật. Rồi do dịch nên bây giờ thể thao người khuyết tật tạm hoãn lại. Rồi các bạn nhận động viên khác cũng đi về quê hết rồi. Mình thì mình chủ quan, mình còn ở lại đây để đi bán. Quán bây giờ muốn về quê cũng không có về được tại xe cũng cấm cho chạy rồi. Giờ ở đây chỉ hàng ngày đi bán, kiếm tiền để mua cơm hàng ngày thôi à.
Đi đâu cũng sợ vào trúng điểm dịch, rồi sợ bị vô trúng dòng phong tỏa. Rồi thường thường là đi bán chợ, nhưng nay không có dám đi bán chợ luôn. Sợ vô đông người, sợ lây bệnh. Bây giờ mình ra ngã tư, mình ngồi mình bán được tờ nào hay tờ đó thôi. Cơ thể chỉ cao vỏn vẹn 1m1, hai vợ chồng anh Lượng mắc chứng bệnh người lùn bẩm sinh. Dù gặp nhiều khó khăn trong tập luyện cũng như thi đấu, nhưng với anh chị, đến với thể thao là một cái duyên, nuôi được đam mê đến bây giờ là một cái nợ. Mà nhờ có duyên, hai vợ chồng mới có cơ hội gặp gỡ và bên nhau suốt 6 năm qua. Tính đến nay, anh Lượng và chị Đào đã tham gia tổng hơn 10 mùa giải thể thao toàn quốc cho người khuyết tật, bộ môn phóng lao, ném đĩa, đẩy tạ. Hai vợ chồng cũng giành nhiều giải thưởng, huy chương vàng, bạc, đồng. Mình so với người bình thường á, thì mình cũng khó khăn lắm. Chơi thể thao cũng khó khăn lắm mà. Những người chơi như vợ như mình thi của người khuyết tật như mình á, là nói chung là mình cũng mới đầu thấy cũng khó khăn. Mình còn đi đứng được, những anh em khác còn đi đứng không được, còn khó khăn hơn mình. Lấy cái đó mình làm cái động lực, mình gán tập luyện để cho nó tốt. Chung cũng muốn làm vận động viên chuyên nghiệp lắm mà. Chung là kinh tế thì thứ nhất nhà kinh tế cũng nó cũng khó khăn. Mình thì ví dụ mình ăn mà để tập luyện thì nó khác. Còn ăn xong mình đi kiếm cuộc sống mưu sinh rồi này kia nữa thì nó cũng muốn làm vận động viên chuyên nghiệp lắm mà không dám tới. Trồng rủi có may, dù kẹt lại ở thành phố, nhưng hai vợ chồng anh Lượng may mắn được thầy hướng dẫn cho ở miễn phí tại phòng tập luyện của vận động viên từ quê lên thi đấu. Mỗi ngày trôi qua, với tấm vé số kiếm cơm qua ngày, vợ chồng anh Lượng mong muốn rằng mình vẫn đủ sức khỏe và khả năng để theo đuổi đam mê thể thao, để kết nối và lan tỏa với những người cùng hoàn cảnh trong cộng đồng người khuyết tật của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitre.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Jam Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.